Chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, nhân dịp sắp tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày hôm qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi đang nuôi dưỡng và điều trị cho 93 thương binh bệnh binh nặng của 22 địa phương trên cả nước. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm, đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới, mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe để chứng kiến những đổi thay của đất nước. Bộ trưởng mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn rèn luyện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Thương binh tàn nhưng không phế, luôn là tấm gương sáng để thế hệ đi sau học tập noi theo. Ghi nhận sự quan tâm chăm sóc của cán bộ, đội ngũ y bác sĩ, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành với các thương binh bệnh binh, Đại tướng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xác định việc chăm lo các thương binh bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước. Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà Tết cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cùng toàn thể thương binh bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại trung tâm. Ngày hôm nay, đoàn công tác do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công an tỉnh Trà Vinh. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh trên các mặt công tác, nhất là công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ vững và ổn định. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tỉnh Trà Vinh chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, nhất là trong dân tộc tôn giáo, tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, sắp xếp bố trí cán bộ người dân tộc, nhất là công an cấp cơ sở để chủ động nắm tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan. Công an tỉnh Trà Vinh cần chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng ngừa, các giải pháp đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, trật tự an toàn giao thông, tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là tập trung tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chúc cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh mạnh khỏe, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao và trao quà tặng Công an tỉnh Trà Vinh. Triển khai các phương án kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xung quanh trường học, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục. Đây là một trong số các nội dung trong chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 vừa được Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết vào chiều nay tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì lễ ký kết. Nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung vào 8 nhiệm vụ, qua đó triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy trong học đường, đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào các tiết học ở các cấp học, đồng thời có sự chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục về tác hại và hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng chống ma túy, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bộ thống nhất chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tác hại của ma túy và những hệ lụy của ma túy đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm an toàn cả ở bên ngoài và bên trong các nhà trường. Việc ký kết nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học sinh sinh viên. Khi học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy, thì chính họ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng hiểu về tác hại của ma túy và tránh xa tệ nạn nguy hiểm này.
Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh cần đẩy mạnh triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép. Đây là vấn đề được Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đề nghị tại buổi tiếp bà Victoria Poland, Cục trưởng Cục thực thi xuất nhập cảnh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Chào mừng bà Victoria Poland và các đồng nghiệp Vương quốc Anh tới thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, chuyến thăm là minh chứng quan hệ hợp tác hiệu quả thiết thực giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước như hợp tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép. Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết như bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống mua bán người năm 2018, bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh năm 2013, bản ghi nhớ về các vấn đề di cư năm 2004. Phía Vương quốc Anh tăng cường tổ chức cho Bộ Công an Việt Nam các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về ngoại ngữ, kỹ năng phát hiện hộ chiếu giấy tờ giả, đồng thời hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống di cư trái phép, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống mua bán người. Tại buổi tiếp, bà Victoria Poland bày tỏ vui mừng ghi nhận quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh với Bộ Công an Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong trao đổi tình hình phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm khác. Bà Victoria Poland khẳng định sẽ là cầu nối quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cũng như hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Mark Houghton, Bộ trưởng Bộ phận Nhập cư Di cư, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, đại diện Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tháng 8 năm 2019, ông Mark Houghton đã luôn luôn chủ động, tích cực, linh hoạt và có nhiều sáng kiến thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả, trực tiếp đóng vai trò tổ chức, điều phối và tham gia các chương trình phối hợp giữa hai bên trên lĩnh vực thực thi xuất nhập cảnh, di trú, phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thực hiện tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vừa qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn thôn Thạch Bái, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1, đội ngũ y bác sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức thăm khám và tư vấn sức khỏe đối với 150 thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công tại thôn Trạch Bái, xã Hòa Lâm. Cùng với đó, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và nhà tài trợ trao 150 suất quà tri ân đến với nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, tạo sự gắn kết tình quân dân chặt chẽ hơn nữa giữa cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế đã anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân. Tham dự lễ truy điệu có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, gia đình, bạn bè, người thân. Trong không khí đau thương tiễn biệt, các đồng chí tham gia lễ truy điệu đã vĩnh biệt người đồng đội yêu quý đã mãi mãi ngã xuống trên mảnh đất quê hương. Đại diện Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế đọc diễn văn ôn lại quá trình công tác của đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng. Trong niềm tiếc thương, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham dự lễ tưởng niệm đã dành một phút tưởng niệm tiễn đưa đồng chí Trần Duy Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Để phần nào chia sẻ đau thương mất mát của gia đình, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao số tiền 520 triệu đồng là tiền quyên góp ủng hộ thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng của toàn bộ cán bộ chỉ huy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng trong dịp này, thưa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an tỉnh đã trao số tiền trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương cho gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân sum họp đoàn viên cùng gia đình, thì lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Và trong khi làm nhiệm vụ,
lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi đã hy sinh, đó là Đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chiều ngày 17 tháng 1, Tổ công tác Công an xã Tòng Sành gồm 4 đồng chí do Đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng, tiến hành tuyên truyền, vận động, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại hai gia đình ông Hoàng Thông Sài và Hoàng Láo Kiếu, thôn Xéo Tòng Sành, xã Tòng Sành. Kết quả, gia đình ông Kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp, một nòng súng kíp. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông Sài, tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán. Đại úy Bùi Văn Đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên, nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực. Đại úy Bùi Văn Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an, tuy nhiên đã hy sinh vào hồi 21 giờ 50 phút cùng ngày. Cảm thông chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng công an tỉnh Lào Cai và gia đình đồng chí Đại úy Bùi Văn Đức, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện Bát Sát và nơi cư trú, lãnh đạo công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương và nhiều người thân, bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình đồng chí Đại úy Bùi Văn Đức.